Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những lời về các chủ đề khác. Trích đoạn. Có những người vừa mới tin Đức Chúa Trời thường xuyên tiêu cực và yếu đuối. Đấy là bởi họ không hiểu lẽ thật. Vóc giả của họ quá nhỏ bé và họ không hiểu gì về các lẽ thật khác nhau liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời. Họ vì thế mà nghĩ rằng mình có tố chất kém, không thể theo kịp và có nhiều khó khăn. Ý nghĩ này làm nảy sinh sự tiêu cực và thậm chí vò đã mè lại còn sứt. Thế là họ quyết định bỏ cuộc, không mưu cầu lẽ thật nữa. Họ tự đào thải mình. Họ nghĩ rằng, dù sao đi nữa, Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi mình vì đức tin của mình vào Ngài. Đức Chúa Trời cũng không thích mình. Mình cũng không có nhiều thời gian để đến các nhóm họp. Cuộc sống gia đình mình khó khăn và mình cần phải kiếm tiền. Vân vân. Tất cả những điều này trở thành lý do khiến họ không thể đến nhóm họp. Nếu không kịp thời tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, người sẽ dễ dàng xếp họ vào loại không yêu lẽ thật và thuộc loại người không thành tâm tin Đức Chúa Trời. Không thì ngươi cũng sẽ xếp họ vào loại tham hưởng an nhàn xác thịt, theo đuổi trần tục và không thể buông bỏ những thứ thế tục. Bởi vì lý do này, ngươi sẽ từ bỏ họ. Điều này có hợp với nguyên tắc lẽ thật không? Những lý do này có thật sự đại diện cho thực chất bản tính của họ không? Thật ra, chính bởi những khó khăn và vướng mắc này mà họ trở nên tiêu cực. Nếu người có thể giải quyết những vấn đề này thì họ sẽ không quá tiêu cực như vậy và sẽ có thể theo Đức Chúa Trời. Vào những lúc họ yếu đuối và tiêu cực đang cần sự hỗ trợ của mọi người, nếu người đưa tay giúp đỡ, họ sẽ có thể đứng vững trở lại. Nhưng nếu người thờ ơ với họ, họ sẽ rất dễ bỏ cuộc bởi sự tiêu cực. Điều này phụ thuộc vào việc những người làm công tác của hội thánh có tình yêu thương hay không, vào việc họ có mang trọng trách này hay không. Việc một số người không thường xuyên đến nhóm họp không có nghĩa là họ không thành tâm tin Đức Chúa Trời, không tương đương với việc họ không yêu thích lẽ thật, không có nghĩa là họ tham hưởng an nhàn xác thịt, không thể gác chuyện gia đình và công việc sang một bên. Họ càng không nên bị đánh giá là quá nặng tình cảm hoặc ham mê tiền bạc. Chỉ là trong những vấn đề này, vóc dạc và ý chí của mỗi người mỗi khác. Một số người yêu lẽ thật và có thể theo đuổi lẽ thật. Họ sẵn lòng chịu đựng để vứt bỏ những điều này. Một số người có chút ít đức tin và khi đối mặt với những khó khăn thực tế, họ bất lực và không thể thắng vượt chúng. Nếu không ai giúp đỡ hoặc hỗ trợ họ, họ sẽ vò đã mè lại còn sứt và tự bỏ cuộc. Vào những lúc như vậy, họ cần sự hỗ trợ, chăm sóc và trợ giúp của mọi người. Trừ khi họ là một người không tin, không có tình yêu đối với lẽ thật và là một người xấu, trong trường hợp như vậy có thể phớt lờ họ. Nếu họ là người thực sự tin vào Đức Chúa Trời và không thường xuyên đến nhóm họp bởi một vài khó khăn thực sự, thì không được từ bỏ mà phải giúp đỡ và hỗ trợ họ bằng lòng yêu thương. Nếu họ là người tốt, có khả năng tiếp nhận và có tố chất tốt, thì họ càng đáng được giúp đỡ và hỗ trợ.